Honda ô tô Hà Nội Long Biên xin kính chào quý khách hàng. Trước mắt quý khách hàng đây là dòng xe Honda BRV, một dòng xe 7 chỗ đa dụng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và đang phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là bản G giá 661 triệu và bản L giá 705 triệu. Xe có 4 màu sắc gồm có trắng, đen, xám và trắng bạc. Honda BRV có thiết kế khỏe khoắn, mạnh mẽ. Xe được trang bị động cơ 1.5 lít kết hợp với hộp số vô cấp CVT cho công suất là 119 mã lực, mạnh nhất trong phân khúc. Honda BRV được trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing tiên tiến với 6 tính năng trọn gói. Với nhiều tính năng vượt trội và tiện ích đa dụng, Honda BRV được xem là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho gia đình. Và hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại và báo giá lăn bánh quả dòng xe Honda BRV mới nhất tại thời điểm tháng 12 năm 2023 với nhiều ưu đãi về tiền mặt và quà tặng cực kỳ hấp dẫn. Và phiên bản đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu tới quý khách hàng là Honda BRV phiên bản G có giá niêm yết là 661 triệu. Và trong tháng 12 khi mua Honda BRV phiên bản G, quý khách sẽ được khuyến mại gói tiền mặt trị giá 65 triệu trừ trực tiếp vào giá xe và gói phụ kiện chính hãng. Giá lăn bánh của Honda BRV phiên bản G tại Hà Nội đang là 697 triệu. Giá lăn bánh tại các tỉnh đang là 665 triệu. Với chương trình mua xe trả góp thì quý khách cần chuẩn bị trước số tiền là 230 triệu đồng. Và để có chương trình khuyến mại tốt nhất, quý khách hãy liên hệ với hotline 0852 664 665 để được tư vấn tận tình và nhanh chóng nhất ạ. Phiên bản tiếp theo là Honda BRV phiên bản L có mức giá niêm yết là 705 triệu đồng. Và trong tháng 12, khi đặt mua xe, quý khách sẽ được khuyến mại ngay gói tiền mặt trị giá 45 triệu trừ trực tiếp vào giá xe và gói phụ kiện chính hãng. Giá lăn bánh của Honda BRV phiên bản L tại Hà Nội đang là 767 triệu. Tại các tỉnh, giá lăn bánh hiện tại cho phiên bản L đang là 733 triệu. Với chương trình mua xe trả góp thì quý khách cần chuẩn bị trước số tiền là 250 triệu. Vậy là trong clip ngày hôm nay chúng tôi đã gửi tới quý khách hàng về giá xe, chương trình khuyến mại và giá lăn bánh của dòng xe Honda BRV rất là chi tiết và cụ thể rồi ạ. Quý khách hàng có nhu cầu xem xe, lái thử xe, vui lòng liên hệ hotline 0852 664 665 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất ạ. Cảm ơn quý khách đã xem clip. Nếu thấy hay đừng quên ủng hộ kênh một like và một đăng ký để chúng tôi làm nhiều những clip hay hơn gửi tới quý khách hàng. Hẹn gặp lại quý khách hàng ở những clip tiếp theo. Xin chào ạ.